Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện thương mại Hoa Kỳ ngài Michael Froman. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá cao những nỗ lực hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian qua. Bộ Công Thương Việt Nam cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ để quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào thực chất và chiều sâu. Về phần mình, ngài Michael Froman, đại diện thương mại Hoa Kỳ cho biết, chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam diễn ra tại thời điểm đặc biệt thúc đẩy mối quan hệ đa phương và song phương giữa hai quốc gia. Hoa Kỳ mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình thực hiện TPP và cam kết sẽ có những nguồn lực hỗ trợ để xây dựng năng lực thương mại ở Việt Nam cũng như kỹ thuật để hoàn thiện cam kết trong TPP.